Đắp lá trầu không lên chỗ này, chỉ một lần là trễ hết khóc đêm, ngủ liền một mạch tới sáng nên mẹ nhàn tin. Nói thật với các chị, nuôi con thời buổi này dù có hiện đại tới đâu cũng đừng bỏ qua kinh nghiệm của các cụ ngày xưa mà phí hoài. Làm khổ cả mẹ lẫn bé. Bản thân em chính là một nhân chứng sống đây, em cũng từng nghĩ mấy quan niệm của người lớn là cổ hủ, không phù hợp nên hoàn toàn bỏ ngoài tai. Thế mà lúc con em được 2 tháng, bé quấy khóc suốt ngày, em dỗ dành, massage, mua sắm đồ chơi các kiểu cũng không ăn thua, cuối cùng chỉ nhờ một chiêu của bà nội bé mà đâu lại vào đấy. Con hết khóc đêm lại ăn ngoan hơn, nên em cũng mừng thầm trong bụng, nể phục mẹ chồng sát đất luôn. Em hỏi thì thấy bà bảo đây là cách mà các cụ nuôi con ngày xưa vẫn làm, tất cả chỉ một cái lá trầu không thôi các chị ạ. À, vừa dễ mà lại hiệu quả thần kỳ nên em mách cho các mẹ cùng biết nhé. Theo kinh nghiệm dân gian, trẻ ngủ không sâu giấc hay quấy khóc là thuộc dạng tùy vị hư hàn, tức là lá lách, dạ dày bị yếu, sinh ra chứng lạnh bụng, ăn không tiêu, gây cảm giác bức bối khó chịu. Muốn khắc phục thì dùng lá trầu không đặt lên bếp, hơ cho ấm vừa đủ, không nên nóng quá sẽ gây bỏng, rồi ấp vào rốn bé, sau đó bế con vào lòng, ấp bụng con vào bụng mẹ. Để hơi ấm của mẹ truyền sang cho con, khắc phục tình trạng hư hàn nói trên. Các mẹ có thể áp dụng cách này sau khi tắm cho con hoặc chính vào thời điểm con đang quấy khóc, chỉ một lát sau là bé sẽ bớt khóc, ngoan trở lại và ngủ ngon cho mà xem. Ngoài ra, mẹ còn có thể đặt trực tiếp hoặc giã nát lá trầu rồi đắp vào mông, đùi, tay, chân. Cách này cũng có tác dụng rất tốt đối với các trường hợp trẻ khóc đêm, ăn ngủ không ngon. Giúp bé hết nấc cục. Trẻ sơ sinh rất hay bị nấc. Nếu muốn đối phó với tình huống này, mẹ có thể hơ lá trầu không cho ấm, đặt vào thóp bé, giữ nguyên khoảng 10 phút rồi cho em bé ti mẹ. Bé sẽ hết nấc và ngủ ngon hơn. Chữa táo bón cho trẻ. Táo bón là nỗi ám ảnh của rất nhiều mẹ nuôi con nhỏ, lá trầu không xề lại cứu. Cánh cho mẹ trong trường hợp này rất đơn giản, mẹ chỉ cần làm một viên đạn bằng lá trầu không ngâm trong dung dịch, thầu dầu hay mật ong rồi đút vào hậu môn của con, sẽ kích thích thực tràng co bóp chữa khỏi táo bón. Khử trùng, chữa hâm cho bé. Trong lá trầu không có chứa chất polyphenol nên sẽ ngăn ngừa được sự tấn công của các loại vi khuẩn gây nhiễm trùng. Chỉ cần đun lá trầu không trong nước sôi, bạn đã có ngay một loại nước khử trùng hiệu nghiệm. Hãy lấy nước này để rửa các khu vực hâm của bé nhé. Chữa chúng đầy bụng, khó tiêu. Dùng lá trầu không hơ nóng, đừng nóng quá và vuốt bụng cho bé. Vuốt khoảng 5 phút theo chiều từ trên xuống dưới sẽ hiệu quả rất bất ngờ trong việc thúc đẩy tiêu hóa, giúp con ăn ngon và chóng lớn hơn. Trị ho cho trẻ. Trẻ 6 tháng trở lên bị ho cũng có thể dùng lá trầu không để chữa bệnh. Rửa sạch lá trầu, dạ nhuyễn, sau đó cho nước ấm vào, ngoáy đều rồi lọc lấy nước cốt. Hằng ngày lấy ra cho bé uống 5-10ml trên một lần, ngày 2 lần. Khoảng 3-5 ngày sẽ đỡ dần và khỏi hẳn. Kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy trong 100g lá trầu chứa tới 2,4% tinh dầu, chủ yếu là hai phenol, betaphenol, đồng phân của oregano và charcoal, kèm theo nhiều hợp chất phenolic khác. Chúng có tác dụng kháng sinh rất mạnh đối với các loại vi khuẩn, tụ cầu khuẩn, liên cầu khẩu, song cầu khuẩn, vi khuẩn Subtilis và trực trùng coli, và có tác dụng kháng nấm mạnh đối với nhiều chủng loại nấm. Các nguyên sinh động vật, đó chính là lý do tại sao mà lá trầu lại được gọi là phương thuốc thần kỳ đối với con người như vậy. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.